Mừng xuân Giáp Thìn năm 2024, nội thất Sơn Đông sale khủng dành cho bộ combo phòng khách này, giảm hơn 20% cho cái combo phòng khách, và em sẽ giới thiệu cho mọi người ngay ngày hôm nay. Và sản phẩm này thì được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai của Việt Nam và Campuchia, và kết hợp với đó là phần vải là vải độc quyền từ thương hiệu Donsi Casa. Đây là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng tại Việt Nam. Sản phẩm thì sẽ bao gồm là 6 món như trên màn hình mọi người thấy đây, là một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn chính và hai chiếc đôn tròn. Đấy, đôn tròn này là đôn trang trí và bộ này thì sẽ không có đôn ngồi. Bởi vì cái bộ này thì theo phong cách là tân cổ điển và nằm trong bộ sưu tập tân cổ điển, cho nên là sẽ có một xíu cải tiến là sẽ không có phần đôn ngồi mà chỉ có phần đôn tràn như thế thôi. Bộ này thì sẽ là được làm từ gỗ cẩm lai của Việt Nam và Campuchia. Và phần vải thì được làm từ 3 bộ sưu tập nổi tiếng đến từ Thái Lan và Indonesia. Đấy, cho nên là khi mà mọi người nhìn vào cái bộ sản phẩm này thì bắt mắt và cũng như là hút hồn mọi người đầu tiên đó chính là phần vải, đúng không ạ? Vải này thì rất là hợp lý và cũng như là rất an toàn với người sử dụng. Khi mà dưới ánh đèn á, mọi người có thể nhìn thấy cái sự chiếu sáng của cái phần hoa văn trên vải này. Đấy. Và cái phần vải này thì cực kỳ là dễ lau chùi luôn ha. Mình ví dụ mình là mình dính dơ hay là dính bụi một xíu thì mình có thể dùng khăn ướt để mà lau nó cực kỳ dễ dàng. Và khi mà mọi người sử dụng sản phẩm cũng như là mua cái sản phẩm này về thì sẽ được tặng cả cái bộ gói này luôn. Rất là nhiều gói và rất là êm ha. Vải thì đều được làm từ cái thương hiệu Donsi Casa. Đây mọi người có thể nhìn thấy phần vải này rất là cao cấp ha. Ok, và tiếp tục là về cái phần thiết kế. Thiết kế bộ sản phẩm này thì đây là một trong những cái thiết kế mới nhất tại Sơn Đông, nằm trong bộ sưu tập tân cổ điển trong cái cuối năm 2023 và đầu năm 2024 này để phục vụ cho quý khách hàng. Đây là một cái bước ngoặt, phải nói là bước ngoặt rất là lớn để mà Sơn Đông đưa những cái bộ sưu tập này vào để mà hoạt động cũng như là phục vụ cho quý khách hàng ha. Với từng cái bộ sản phẩm trong từng cái bộ sưu tập thì sẽ có những cái hoa văn cũng như là những cái hình dáng nó khác nhau. Và như cái bộ này thì mọi người có thể thấy nè, hoa văn sẽ không có đục chạm nhiều như là những cái hàng mà cổ điển, sẽ chủ yếu là ở phần chuông, những cái bộ phận mà giúp cho cái ghế nổi lên. Đấy, giúp cho cái ghế mà khi mà mình nhìn vào sẽ không có bị quá là rối mắt và sẽ giúp cho cái sản phẩm nó sang trọng hơn rất là nhiều ha. Và điều đặc biệt ở đây đó chính là về phần gỗ, thì như em đã nói với mọi người á, gỗ được làm từ gỗ cẩm lai của Việt Nam và Campuchia ha. Hồi trước giờ thì không biết là mọi người đã thấy được cái cơ sở nào mà sử dụng cái chất liệu này làm những cái bộ sưu tập tân cổ điển như thế này chưa. Em tự tin rằng khi mà Sơn Đông đưa ra một cái bộ sưu tập như thế này thì phải nói là rất là nhiều công sức cũng như là nhiều thời gian của thợ nè, của những anh thiết kế nè tại Sơn Đông. Đó, rất là nhiều thời gian, và thời gian thứ nhất là tìm kiếm gỗ, thứ hai là về thiết kế, thứ ba là về thi công. Đó, tốn rất nhiều thời gian để mà tạo nên một cái bộ sưu tập như thế này. Và nói về chất liệu thì không thể nào thiếu về cái phần nu. Nu được cẩn ở trên mặt bàn và mặt đôn. Nu này á, nu và veneer này á thì được nhập khẩu từ châu Âu. Đấy, thường thì mọi người có thể nhìn thấy trên du thuyền hay là siêu xe hạng sang á, mọi người mấy vị đại gia thì hay sử dụng cái này để mà tạo cho cái xe của mình hay là cái du thuyền mình trở nên sang trọng hơn. Nên là Sơn Đông sẽ cập nhật và cũng như là đưa cái phần nu này vào cái nội thất để giúp cho cái không gian phòng khách của mình cũng trở nên sang trọng luôn. Đấy, nu thì sẽ được cẩn trên phần mặt bàn và phần mặt đôn ha. Đặc biệt là cái mọi người thấy là những cái phần chiếu sáng như thế này không? Đó, đây là những cái phần trai được nhập khẩu từ Singapore. Đó, đây là trai rất là quý và nhập khẩu từ ở bên Sing về luôn. Những cái phần cẩn trai như thế này thì sẽ được cẩn bằng tay, rất là kỳ công. Đó, những cái phần trai này, đó, như mọi người thấy đây, có thể là khi mà nhìn lướt qua thì mọi người không thấy đâu, nhưng mà đối với những cái khách hàng mà khi mà sở hữu cái bộ này rồi thì phải có một cái con mắt cực kỳ tinh tế mà mình có thể nhìn ra những cái điểm quan trọng cũng như là những cái mà nguyên vật liệu tạo nên cái sản phẩm này nó cực kỳ giá trị như thế nào ha. Và tiếp tục cái combo này thì sẽ là cái tủ tivi đây. Cũng được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai của Việt Nam và Campuchia luôn. Đối với những cái khách hàng mà xem Sơn Đông nhiều và tìm hiểu nội thất Sơn Đông thì sẽ biết là bên Sơn Đông sẽ không có sử dụng cẩm lai của Nam Phi mà chỉ sử dụng cẩm lai Việt Nam và Campuchia thôi. Đấy, mọi người có thể nhìn sơ qua cái tủ này ha. Được đục chạm theo phong cách là hoàng gia cổ điển. Phần chân
đến phần cột hay là phần mặt á đều được sử dụng những cái khúc gỗ, những cái khối lượng gỗ rất là lớn để mà tạo nên cái sản phẩm này, nhìn nó có cực kỳ chắc chắn luôn đúng không ạ? Thì sản phẩm cũng sẽ được cẩn veneer và nu giống như cho đồng bộ luôn cái bộ sản phẩm này ha. Đó. Bên trong thì sẽ có hai cái phần học tủ cho mọi người, và đây là một cái học tủ nữa, là ba học tủ, hai cánh tủ, và điều đặc biệt đây là cái tủ là tủ dạng cong ha, nên là đây hai bên hông mình có thể tận dụng được, mình làm dạng cong thì sẽ giúp cho cái tủ nó mềm mại hơn đó. Ok, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho mọi người một cái combo phòng khách được làm từ chất liệu là gỗ cẩm lai của Việt Nam và Campuchia. Và nếu như mà mọi người quan tâm về sản phẩm này á, thì hãy comment ở phía bên dưới hoặc liên hệ trực tiếp với em qua số 0938 200 165 để có thể tư vấn và hỗ trợ trực tiếp cho mọi người. Hoặc đến ngay địa chỉ An Lạc Bình Tân là 783 đường Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để mà xem trực tiếp sản phẩm nha. Xin chào và hẹn gặp lại.